Ngày 18 tháng 5, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh tăng tốc sản xuất để tăng cường lực lượng hạt nhân nhanh hơn. Cùng ngày ông giám sát vụ thử tên lửa đạn đạo chiến thuật với hệ thống dẫn đường tự động và ông Kim bày tỏ sự hài lòng với vụ thử tên lửa thành công có hệ thống dẫn đường tự động này. Hãng thông tấn chính thức KCNA đưa tin, trong khi đến thăm một nhà máy vũ khí vào thứ Sáu ngày 17 tháng 5, ông Kim Jong-un đã ra lệnh sản xuất và tăng cường răng đe chiến tranh hạt nhân vụ phóng tên lửa hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 5 diễn ra một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung với các máy bay chiến đấu tàng hình mô phỏng chiến đấu trên không.